Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình nhận được bao nhiêu đơn hàng nha, anh em cùng kiểm tra bao gồm từng đơn hàng của mình nha. Ok, một đơn hàng của bạn Bùi Xuân Thắng nha. Mình kiểm tra anh em nha. Ok, anh em cùng bao gồm kiểm tra mình nha. Bùi Xuân Thắng gửi cho mình từ Tân Bình nha. Xuân Thắng gửi cho mình một con iPhone 12 dính iCloud này, một con 6 Plus trắng màn hình, à màn hình trắng thì lên cảm ứng, một con 6 Plus màn hình đen thì trước 8 sao đến 8 sập giờ không lên. Khá cẩn thận. Kính này thì vỡ từ trước nhé, không phải mới vỡ đâu, vỡ từ rất lâu rồi nhé. Màu đen này trước lên táo sập à, giờ mất nguồn luôn nhỉ. Màu trắng này thì bị liệt cảm ứng à. Ok, quan trọng nhất là con 12 nằm ở mép bên này, 12 Pro Max iCloud nhé. Con này có thể mình sẽ đi phá ra bọn này nhá. Rồi, phá để phá một server kiểu nhá. Ok, máy cũng khá là đẹp. 12 Pro Max nha. Ok, cái này mình sẽ xử lý sao cho bạn ấy vậy. Mình sẽ bóc từng hộp ra kiểm tra vấn đề chính thôi. Rồi, cái này xử lý mấy con sọc Bluetooth này, bệnh nó cũ quá rồi. Rồi, nó sâu rồi thì mình sẽ bỏ qua không làm video đâu. Ngay con này cũng không thể lên, bảo liệt cảm ứng mà không thể lên này này. Máy chắc là để lâu hết pin, kiệt pin nó gì đấy, không thể lên. Không thấy gì luôn. Ok bạn Thắng nha. Rồi mình sẽ để gọi sang một bên xử lý sau. Con này mình sẽ làm server up nha. Ok anh em. Tiếp theo thì mình sẽ bóc đơn hàng của bạn Nguyễn Ngọc Cảnh nha. Rồi cho mình từ Long An này, thật đùng luôn này anh em này. Đó bạn, là máy quay không quay hết luôn. Ok. Quên thêm bưu điện. Này gửi cho mình mấy cái máy vật nặng phết. Khá là nhiều luôn. 5C này, Xiaomi này, thông tin máy đây, Samsung này, iPad này, có biết lìa ra ngoài này, mình con Nova Bay hay 3E gì đó, mình đem ra thay màn hình, thay vỏ mà thợ gửi bắp làm hư socket, cộng dây màu đen rồi trả về, mấy nay mình nhờ bạn thay cho socket, thay màn, thay vỏ, một khẩu hay một con báo giá cho mình tặng bạn con máy à, tặng bạn mấy con máy main còn lên, một con Samsung S8, một con 5S 5C nhưng máy SE đâu, bạn ghi SE như 5C nhé, một con iPad. Ok cảm ơn bạn nha, để mình sẽ xử lý con vua này cho bạn đấy sau. Bạn này bảo đây là máy kỷ niệm thì bạn ấy mới khôi phục, chứ còn không thì bạn ấy cũng chẳng quan tâm đâu. Ok được rồi, mấy con này thì cũng đời cũng sâu rồi. Mình sẽ để tạo sang bên, mình sẽ để xem sơ bộ cái con máy của bạn này xem cần phục hồi những cái gì. Thay lưng, thay màn, thay vỏ, nhiều thứ thay ghê nhỉ. Thợ phát làm hỏng trả về này chết. Nên làm ăn chuẩn chỉ tí nha, tránh hạn chế tình trạng khách bảo trả về thế này mà tiếc. Cái chân con đấy thì cũng thực ra có gì đâu mà không đóng được. Xem sơ bộ xem hỏng những cái gì. Chân cũng đẹp thì chưa đến nỗi nào đâu. Đây chân màn hình à. Hỏng chân sạc chăng. À đây. Rồi cái này thì đơn giản lắm, không có gì phức tạp vào đâu. Cái này mình sẽ xử lý được thôi. Rồi được rồi, mình sẽ để gọi vào mình xử lý sau. Còn cái này là hỏng cả màn cái kiểu nữa cơ. Hỏng màn, hỏng vỏ, mình sẽ phải test sạc pin lên, test các kiểu. Ok, mình thay màn, thay lưng cho bạn ạ. Ok, được rồi, mình sẽ tạm để sang bên nhá. Đóng đồng lát này thì mình cảm ơn bạn ấy nhá. Nếu nào anh em không dùng đến có thể cho tạo hoặc bán cho mình sẽ quy ra một linh kiện để xử lý cho anh em. Một số anh em vứt đi kể cả máy đập máy nát mình vẫn thu hết nhá, mình làm thì mình sẽ cần rất nhiều linh kiện. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bóc đơn hàng có đúng tiếp theo. Ok đơn hàng các bạn được gửi cho mình từ Mai Châu Hòa Bình nhá, khá chứ là to đủ luôn. Thôi mình
cái máy cái điện thoại quay không hết luôn. Thì em cùng trai mình nhé. Nhiều máy đấy nhưng mà toàn máy nhẹ thôi, toàn mê thôi anh em ạ, phải có vậy thôi. Sao còn camera của mình dây dây này, mình xem này, mình gửi cho mình cái gì G7 Pride này, em đã tháo lồng IC hiển thị và IC đèn và đã bỏ thử hai con tụ ở hai lồng nhưng không được bật nguồn thấy sáng đèn cảm biến rung rồi, ok mất hiển thị C7 Pride. Trông mày làm rất chi là lầy nhá. Cái mày rơi ra ngoài không thấy cam sau đâu cả, thấy cam trước đây nhưng không thấy cam sau đâu cả. Đây cam sau đây. Đoạn cảm ứng đục hai C ra và đứt hai chân. Rồi, mà cái này thì đứt vài chân thì câu chắc ok thôi, không vấn đề gì đâu. Mà nó cứ mỗi như này là làm cũng vất vả đấy. Đồ không có màng vào đấy không có, mình sửa về lắp đồ của mình hết, test xong ok xong về bạn ấy lắp bắt đồ bạn ấy vào nhiều lúc đấy không lên là cũng hơi mệt đấy. 6S mất hiển thị chân con đây hơi xấu nhá. Rồi lần sau anh em ngắt luôn cái này ra nha, đừng có để pin nhá. Sáu s lắp sim bảo đang tìm kiếm á, sửa mất cả ấy. Tôi mất con cơ áp sóng thì làm sao giải báo đang tìm kiếm. Con cơ áp sóng này phải có là một này. Nếu bây giờ lắp vào nó mất mây, à, có IMEI đầy đủ mà phải thì phải đóng con này vào nhá. Thiếu IC làm sao mà lên được. Nó là cơ áp cho mạch sóng. Con này sửa sóng khá nhiều rồi đấy. Ok, lô của bạn được này thì mình sẽ xử lý sau đi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bóc cái đơn hàng của ai đây, không rõ. Kiếp mắt màn tàu hơi sao các bạn ạ, anh em ạ, màn trông hơi dại, à đó màn gì nữa không nhầm là cái mắt này bạn ấy bảo mình là máy cắm sạc bất ngờ, à đó đây lên bình thường đấy, nè lên rồi màn sạc tay thỏ à. Rồi đấy, đây là một bên có nút đơn hàng cái cùng này đi xem nào. Rồi, mình tạo cho bên này hỏi lại bạn ấy sau hay là máy sửa phây. À, sập luôn à. Bạn này còn bệnh gì đây, màn chết, màn chết. Mà bạn này có vấn đề nhá. Mà bạn này hơi ngu ngu nhá. Ok, rồi để mình xử lý cho bạn ấy sau vậy. Xem là bạn ấy cần sửa cái gì. Máy có mật khẩu, không ghi thông tin gì cả. Mày mới chết nhá. Đấy, xanh 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 này. Đấy, anh thấy không? Màn sọc này. Chắc con này hỏng màn thôi. Ừ, đúng mật khẩu luôn. Ok, giờ mình sẽ xử lý cho bạn này sau vậy. Xem hỏi bạn ấy xem là máy lỗi gì. Rồi, tạm này xong một bên. Sẽ bóc đơn hàng của bạn Lê Văn Bình. Gửi cho mình từ Bình Thuận nhé. Có hơi o bẹp một chút nhé. Rồi, anh em cùng ra mình nha, xem là máy gì, tình trạng ra làm sao. Đây, thông tin máy đây rồi. Kiểm tra tình trạng máy giúp em, tình trạng máy bị rơi. Không lên màn hình, bật nguồn ngay thì tiếng lên nguồn. Sạc không vào, lúc vào lúc không. Ông anh sửa giúp em. Ok, bạn Bình nha. Đây, anh em để cho mình cái thông tin để mình biết được là máy bạn bị làm sao, rơi rớt hay như thế nào.
Redmi Note 8 Pro. Okay, mình sạc thử xem nó có tín hiệu cự quậy gì không. Hiện tại bấm không thấy có dấu hiệu gì cả. Sạc không thấy báo gì cả. Rồi, con này khả năng là sẽ phải tháo ra kiểm tra cho bạn ấy sau. Các bạn đấy nha, sạc hiện tại không thấy ăn dòng sạc. Không thấy quậy một cái gì cả. Rồi, mình tạm sao bên. Ok, bác đô đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay nha. Là đơn hàng của bạn Nguyễn Quốc Khánh nhé, gửi cho mình từ Cần Thơ nhé. Để riêng cả bên trong một nơi này. Bên này, à bên cong thế này kìa. Này là già mới đập cong thế này thì bên này tỷ lệ sống là rất thấp nhá. Một con Redmi Note 8 bị rơi từ túi quần xuống, 2 hôm đầu vẫn dùng bình thường, đến hôm thứ ba sáng sạc đến 5%, đến trưa thì mất nguồn. Anh sửa dây vậy ạ. Ok, bên này là bên khác nữa hay sao? Bạn này có 2 cây, một cái bên của bên khác và một cái bên đang sử dụng. Máy vỡ lưng một góc nha, còn khá chưa là đẹp nha. Rơi được 2 3 ngày rồi sau đó mới chết sau à? Cắm sạc không vào rồi chết à? Hay là kiệt pin ấy, sạch pin ấy, sạc không vào. Hiện tại cắm sạc cũng không cự quậy, không đi dòng nha. Đấy này đã từng có người tháo ra rồi nhá, tháo lưng đã chảy rồi nhá, gắn lại keo rồi. Thì đem thợ ở trong đấy tháo ra rồi gắn lại keo trả về hay sao ấy. Keo còn mới này. Rồi, cái này mình sẽ phải tháo hoàn ra để kiểm tra. Khá nhiều keo anh em ạ. Ok, thì mình sẽ xử lý luôn con Note 8 và kiểm tra xem có xử lý được không nhá. Nghe nhá. Đây bên này bạn này mọi người xem lấy linh kiện gì cần thì lấy sang, nhưng bên này chắc chả liếc máy đâu. Đập móc đến mức này rồi. Rồi, thì mình tháo ra kiểm tra xem. Không biết thợ đấy làm gì chưa? Mình thấy làm lạ. Ừ, mai đang chập không còn trên mê nha anh em nha. Nên chập rất nặng nha. Mình đồng hồ kẹt này, bấm phát nó vút lên kịch cao luôn nha. Kẹt một phát răng dòng lên rất cao rồi này. Lên rất cao nha. Nó hết ngoại vi nha. Phát này. Ok, dòng rất cao nên sẽ tiến hành nhấc mê ra để xử lý. Bên này cũng có rượu móc. Hiện tại thì cái nguồn dung dòng rất cao, nó đang bị chập chạm ở đâu đó thì anh em sẽ phải tiến hành mở lồng để kiểm tra. Theo nghiệm mình dự đoán thì thông thường là ở quanh khu vực kiểm tra đường đèn trước. Mấy dòng Xiaomi là cực kỳ hay lỗi đường đèn, phải đo sơ bộ trước đèn là ở đâu. Đây bình thường đấy, có vấn đề này. Đây chưa, thì trên sơ đồ có đấy, nhưng mình không cần xem sơ đồ vì con này làm nhiều rồi, con này cũng dễ làm, không vấn đề gì đâu. Biết cách bắt bệnh và có sơ đồ làm thì nó không có gì là phức tạp cả anh em nhé. À, đầu tiên anh em cần thiết anh em cái hàng dây thiếc và chân pin để cứ cho nó dễ.
kích thì anh em kích nguồn thấp thôi, được kích dòng quá cao mà nó dẫn đến cháy nhé. Kích từ từ, kích dần, bao giờ thấp quá không đủ nhiệt để dò thì anh em sẽ kích ra thì cũng cao nhiệt. Hiện tại thì mấy khu vực nghi ngờ là khu vực này. Kích áp khoảng khoảng 2V, 3V thôi. Đừng kích áp cao quá làm gì. Chưa hơi nóng ở đấy cơ. Đó, nghe này, nhìn này, nóng ở trên này này. Nhìn nha. Đó, đó, thấy chưa? Đó, con tụ đầu tiên ở giữa. Ok. Rồi, sau đó anh em sẽ sử dụng đến kính hiển vi. Đây nha anh em nhìn con tụ lù lù ở giữa đây con. Rồi, con tụ duy nhất chính là con tụ này. Đang chọc con tụ này nha, anh em nha, nhìn thấy đến nỗi cháy cả thiếc đi chưa? Thiếc búng ở da chưa? Đấy, hạt thiếc búng ở da đấy. Đấy không? Đấy. Rồi, con này thì đơn giản, tụ bé thì anh em không cần phải khò đâu, dùng mỏ hàn 7 cái nó bay thôi. Con tụ này anh em bỏ được nha, không vấn đề gì đâu. Cái tụ VDD main dò thẳng này thì bẻ được, đấy, bẻ nhẹ bung luôn này, em thấy chưa? Ok chưa? Quan trọng là cần kinh nghiệm và một chút thiết bị công cụ hỗ trợ rất nhanh. Ok nha. Như vậy mình đã bẻ xong con tụ lại và kèm nguồn lại xem còn ăn dòng cao nữa không. Đây, cái chân kẹp mình vừa kẹp đây. Mình hàn dưới đồng rồi nha. Bây giờ hết ăn ngay, lúc nãy ăn dòng cao nha, bây hết ăn ngay lập tức này. Đấy, hết ăn ngay lập tức này. Đây, em bạn có lên bạn 5V cũng bình thường nha, 4V ok nha. Đây, ngồi kích nguồn nha. Đấy, nguồn dao động đẹp chưa? Mấy mấy dòng này thì anh em bắt buộc phải có pin mới lên được nguồn nha. Và kèm nguồn phải có đủ data mới lên nhá. Không có data không lên được đâu. Ok, và xử lý xong em này trong vòng một vài nốt nhạc thôi. Rồi sẽ lắp vào test xem lên ok không. Thông thường thì theo kinh nghiệm của mình 80-90% là ok thôi. Ok nha, sau đó cắm sạc xem có lên không hay còn lỗi gì nữa. Đã nhận dòng sạc bình thường. Đây dòng sạc rất thấp nhé. Giống như tình trạng là pin đã kiệt quệ luôn. Rồi, ta sẽ kích pin một chút nữa. Kích pin một tí thôi, đã lên hình ngay lập tức, anh thấy chưa? Ok, như vậy là mình đã xử lý xong con Redmi Note 8 của bạn Quốc Khánh nhé. Ok anh em, như vậy là mình xin phép kết thúc video tại đây. Anh em nào thấy hay gửi like và share giúp mình. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Chào tất cả anh em. Ok, đã lên nguồn nhé, máy lên được 1% anh em nhé. Ok, như vậy là mình xin phép kết thúc video xử lý nhanh con Redmi Note 8 máy đập. Vài ngày sau nó mới chết ở đây. Máy đập dùng được vài ngày rồi nó mới chết. Anh nào thứ hai gửi like và share cho mình. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chào tất cả anh em.